À thì cũng gần nó nhanh mà, chắc đang làm cái biên bản gỡ niêm phong rồi. Hello các bạn nhé, giờ là Thành đang chuẩn bị là gỡ niêm phong xe của Thành. Đây xe hôm bữa cầu về đây. Giờ đang chuẩn bị làm thủ tục lập biên bản rồi, tháo gỡ niêm phong xe. Và Thành cũng không có làm khó các anh là phải mời các cơ quan chức năng như viện kiểm sát hay là gì đến để chứng kiến cả. Nếu mà mời có lẽ là rất mất nhiều thời gian và cũng là mất thời gian cho các anh á, nên là Thành chỉ có giữa Thành và bên bên giao thông thôi anh. Dạ. Chào anh. Không, em phải live stream cho cái gỡ niêm phong này thôi. Nay từ nay cái chỗ tình cảm này em đã tắt rồi còn gì nữa, đúng không? Chỗ tình cảm mà anh muốn tắt thì em tắt cho các anh rồi, còn bây giờ là các anh lại bảo muốn tắt thì sao? Bây giờ em làm việc với lại bác Hà Nội đây, là bác đội trưởng đây thôi. Mở cái chìa khóa đi. Dạ. Đi qua đây để ký mấy cái này của tổng. Dạ. Giờ cái này là biên bản trả lại cho anh một xe ô tô ha. Dạ. Vâng, đòi anh nói đi. Đây anh, cái này là biên bản trả lại cho anh một xe mô tô, xe ô tô ha. Dạ. 21H10821 ha. Dạ. Dạ cái này là biên bản này là mở niêm phong xe của anh. Dạ rồi. Ha. Rồi anh xem rồi anh ký rồi dùng cái. Rồi biên bản đây là đúng ra là rồi mở niêm phong là thứ nhất này là anh phải ghi trong này là đảm bảo ở trong này là không có cái anh bỏ cái gì trong bánh xe đúng không? Là hôm bữa là tại vì em có nói rồi đó, là đáng ra em bắt yêu cầu là phải niêm phong bánh xe, nhưng các anh là không có niêm phong bánh xe thì em bảo là đảm bảo là không có gì trong bánh xe đó. Phải không bác Hồi? Không mai mốt thì nhớ có gì thì nó cũng không hay ra, là đảm bảo xe là không có gì các bạn ạ. Còn ở đây có bác Hội là đội trưởng đội giao thông, đây là bác ấy chịu trách nhiệm. Đúng ra là cái này là phải mời cơ quan viện kiểm sát đến làm việc rồi, ok. Đó, để làm việc, để tháo dỡ niêm phong. Bác cái quyết định số 00801 à. Rồi là biên bản mở niêm phong tăng vật vi phạm. Ok. Tay không? Rồi. Đây lấy cái trả lại một xe ô tô. Biên bản trả xe ô tô, ok. Chứng minh nhân dân, căn cước, 24. Ok. Phường ký vô giùm cái.
kiểm tra rồi mở hà đây. Tức là đúng ra là Thành yêu cầu là gỡ tất cả các bánh xe bên trong này để kiểm tra, nhưng mà ở đây có bác Hội, bác là chịu trách nhiệm về cái việc cái xe của Thành là không có bỏ cái gì trong này phải không bác Hội? Không có gì nhá. Rồi ok, tức là xe không có, tạm là không có gì. Và lát nữa là Thành trước khi mở bên trong xe rồi gỡ đây bác, là cái về mặt bên bề ngoài là ok đó. Đó là không có cái gì hết á. Em tháo niêm phong cho anh, tự tháo. Rồi, anh tháo dùm. Rồi, được rồi, để em về đi rửa xe luôn. Rồi giấy phép lái xe em đâu? Gửi em giấy phép lái xe lại chứ anh. Đâu rồi? Anh gì nhỉ? Giấy phép lái xe em đâu? Hả? Giấy phép lái xe? Ồ, khi nay anh bị sao rồi? Lúc nay anh nói là giữ cái đăng ký xe mà bây giờ lại kêu là giữ cả giấy phép lái xe là sao vậy? Đâu có là các anh nói chuyện sao kỳ vậy? Em đi bằng xe và bằng niềm tin à? Anh lấy lại cái đăng ký, à, cái giấy phép lái xe cho em đi. Ồ, không được, lúc nay là bây giờ... thì bắt đầu là sẽ giải quyết cái vấn đề đó, thì mới trả lại giấy tờ cho anh nha. Ồ, thế bây giờ là anh lại là... biên bản trong biên bản có tạm giữ cái gì đó là nó có hiệu lực. Em biết rồi, nhưng mà tại sao là anh lại chơi hai lời như kiểu như vậy? Thế thì chúng ta sẽ lại gặp nhau trên tòa. Rồi, để tôi kêu người vô là chạy xe về cho tôi. Chứ tôi đâu có lên xe tôi ngồi đi được. Nam ơi! Rồi các anh mở cái cửa dùng cái. Để tôi kêu người chạy xe về. Alo, Nam ơi! Hết rồi. Đó. Ồ, sao lên phường? Ồ, rồi các anh chơi thế này là chơi là hơi kỳ rồi. Đúng là các anh là miệng nói một đằng làm một nẻo. Bây giờ anh kêu bảo giữ đăng ký xe, bây giờ là tôi là có hình ảnh hết trong đó đó. Chứ không phải là tôi không có đâu. Làm việc tình cảm ông ra là các ông lại chơi cái kiểu mẹ là giữ giấy phép lái xe rồi. Các ông thế này. Bây giờ lấy, bây giờ tôi, anh ra ngoài kia, anh lại kêu tôi là không có giấy phép lái xe là sao? Trong biên bản người ta có để cho con có ngày đàng hoàng, có biên bản mà. À, có biên bản là được đi trong ngày đúng không? Rồi, ok, rồi cảm ơn anh. Rồi, ok.
Rồi Thành cảm ơn và xin chào các bạn, là Thành dừng lại ở đây để là xem liên lạc với anh em, rồi xem là anh em đang ở đâu ha. Rồi như các bạn thấy đó, giờ là Thành đã lấy được xe ra rồi à. Và giờ là Thành sẽ đi xem là anh em bạn bè của Thành là đang ở đâu để cảm ơn các bạn. Thành xin phép được dừng live ở đây. Xin cảm ơn cả nhà nhé.